liên quan đến việc rà soát các văn bản, đề án do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng năm 2023, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đồng ý về nguyên tắc việc bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Chủ trương này đã tạo tâm lý phấn khởi và nhận được sự đồng tình trong các viên chức của cả nước. Theo các viên chức đang công tác tại Trạm Y tế xã Dân Tiến, huyện Hoài Châu, việc xét thăng hạng viên chức đem lại tâm lý thoải mái và tạo sự công bằng hơn trong quá trình phấn đấu công tác. Những viên chức này cũng đang nỗ lực thực hiện tốt công việc chuyên môn của mình để đạt được các điều kiện quy định đối với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp y tế cộng đồng. Để so sánh giữa việc xét thăng hạng thi viên chức và thi thăng hạng viên chức, thì cái về xét thăng hạng viên chức thì ưu điểm của các đảm bảo công bằng hơn, sẽ đánh giá được cả một quá trình khi mà viên chức tham gia công tác. Và bản thân tôi thì cũng từng trải qua là việc xét thăng hạng viên chức. Trong cái quá trình xét thăng hạng viên chức thì chúng tôi cũng thoải mái, nhẹ nhàng, không có vấn đề áp lực. Trong khối viên chức các cơ quan nhà nước, viên chức là giáo viên chiếm số lượng lớn nhất, trên 50% biên chế cả nước. Chủ trương bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp cũng là tin vui đối với hàng chục nghìn giáo viên ở tỉnh Hưng Yên. Tôi hoàn toàn đồng tình với cái chủ trương này. Và một cái thứ hai nữa là nó tác động đến giáo viên. Một là nó không làm gây áp lực cho giáo viên. Hai nữa là đấy là cũng là một cái ghi nhận cũng như là một cái nguồn động viên đối với giáo viên mà đã có những cái thời gian cống hiến cho ngành giáo dục. 25 giáo viên của trường Trung học Phổ thông Đức Hợp huyện Kim Động rất phấn khởi khi mới được xét thăng hạng từ giáo viên Trung học Phổ thông hạng 3 lên hạng 2. Đây là kết quả của cả quá trình công tác và việc chuẩn bị các điều kiện cho việc xét thăng hạng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các thầy cô được nhận mức lương cao hơn, tinh thần phấn khởi và chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện. Tuy nhiên, trải qua quá trình làm hồ sơ, thủ tục, các thầy cô vẫn mong muốn nên bỏ cả việc xét thăng hạng để trả lương theo vị trí việc làm. Khi mà chúng tôi đã được xếp vào cái vị trí việc làm nhất định là chúng tôi cũng đã phải được đánh giá, rồi là xem xét, cân nhắc và thậm chí là có những cái hình thức kiểm tra nó phù hợp rồi mới xếp được vào cái vị trí việc làm như thế ạ. Cho nên là việc bỏ cả xét thăng hạng để trả lương cho các thầy cô theo đề án vị trí việc làm là tôi hoàn toàn ủng hộ. Khi trả lương theo vị trí việc làm ấy thì sẽ ghi nhận cái sự nỗ lực cố gắng của mỗi viên chức công chức một cách cụ thể hơn. Đấy, thì nó đòi hỏi cái chất lượng công việc ấy nó cũng sẽ cụ thể hơn rất nhiều. Về chủ trương bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Bộ Nội vụ đã có văn bản lấy ý kiến của các địa phương và Sở Nội vụ đã có văn bản nhất trí với chủ trương này.